tạt này nó sốc lắm, thế nên là dí vào tí thôi. Cháu hiểu đồ bếp nhuận thế chứ. Không có một tí tanh nào luôn. Nhiều đấy. Nhiều gì? Anh cho em nhiều. Cái này cay chết bà. Cay đâu? Vẫn cả mọi người nhá. Không cay một tí nào. Chỉ ngon. Thấy chưa, không cay đâu. Cay đâu rồi? Sốc. Có đấy, sốc nhiệt. Cay đâu mà cay. Đã xong rồi còn nhấn cái cục đấy. Rồi. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ đem cái bát em cho chi cho một tản ạ. Chụp. Ăn cái mức độ ăn tươi sống như thế này nó khác hoàn toàn. Nó đẳng cấp hoàn toàn. Cái món khác nhá mọi người. Cái thịt của nó dai. Nó không bị bở như kiểu phải nhiều mù tạt ăn mới phê. Kiểu cá để đông lạnh nhá. Chém cái đũa. Thôi chén ra đi. Dám ăn luôn đấy. Thịt nó tươi nó ngọt. Đỏ đây. Con này mà có trứng thì quá tuyệt vời luôn. Anh em. Ui, thì thế. Tự nhiên anh đi thái ra. Đặng cả cục ăn mới sướng. Đây. Cho mình cả cục luôn. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không? Em phải làm miếng à? Chưa cả miếng à? Có chanh không? Không chanh, chanh. Người ta ăn cá hồi, làm sao người ta ăn chanh? Mời tất cả mọi người nha. Ui. Chúc mừng tôi đã không à? Ngon. Như thế chưa chuẩn đâu, chưa chuẩn bài đâu. Ăn cá hồi nó phải thế này này. Mình sẽ cho mọi người biết ăn cá hồi chuẩn gì đó nhá. Đây này. Lát cá hồi chống chanh nhá. Tía tô này. Hai lát gừng này. Chống chanh quá. Hai lát gừng này. Một ít dưa chuột này. Một ít dứa này. Rồi. Mình đã đả hết cục đấy rồi. Đúng chanh nó đấy, bị chua. Chua. Thì phải thử xem đúng bài xem nó thế nào đấy chứ. Quá chanh đã. Một miếng. Hai miếng. Đấy, ăn phải phồng mồm thế này. Rồi. Quấn lại. À, quấn ngầm, quấn ngang. À đâu, không quấn, quên. Đây. Chi dầu mù tạt này. Người ta ăn sẽ chín đi một miếng, anh chưa ba miếng. Mời mọi người nha. Ui. Ngon không? Em phải làm một quả như thế. Hai ăn lá tía tô này ngon này. Lá tía tô ngon này. Nhưng nó phải gọi là đẳng cấp. Hai miếng gừng. Nó phải gọi là đẳng cấp. Cái phần sườn này. Phần sườn này là sashimi rồi. Cuốn gói lại. Lọc xương. Cách lọc xương của đầu bếp chuyên nghiệp. Có tía tô mới cả gừng nó nồng lên thơm. Ăn sướng. Yêu. Anh chứ bẩn đấy. Lọc xương. Lọc xương kiểu thế hả? Anh em ăn. Từ ăn. Lọc xương. Ăn lại phòng mồm. Đi lê đi. Ngon.
thì tôm ngon. Thì tôm gừng. Đừng dám ăn. Thì tôm gừng. Chứ cho dám kiểu kiểu quá nhỉ. Một cái dứa. Một cái dứa chuột nha. Quả này đắng cay cuộc đời. Đấy. Còn đâu? Hơi ít mụn tạt anh em ạ. Chưa ăn thua. Ngày này 3 năm trước thì Mao Đệ nó lần đầu ăn mụn tạt, tập ăn mụn tạt sốc tận óc. Ăn cá hồi, đợt đấy ăn cá nô hồi nào y quấn như kiểu rùi chó nhỉ. Để đấy mình đến lúc hơi đông đông thôi. Sau 3 năm thì Mao Đệ ăn như chó. Đợt đấy ăn cá hồi Na Uy nó không ngon. Đợt này là ăn cá hồi Sapa tươi sống nhá. Đây nhá mọi người nhìn cái miếng thịt nó đỏ nó khô này. Ngon không? Đấy, bây giờ mình sẽ ăn một miếng gọi là siêu to khổng lồ như thế này, nó mới chất này. Bắt đẫm luôn em, ngon không? Anh làm miếng đẫm này không? Từ từ. Nào, thế nào? Đây này. Ăn nó phải thế này này. Thông hết mũi luôn. Ăn nó phải thế này này. Đấy, chỗ cầm của tao rồi. Thông hết cả mũi, sướng. Hạt chanh, mày cái hạt chanh không? Ok. Ui, trúng luồng. Đúng trúng luồng. Đã quên. Anh ăn như thế thì phá sản. Cá hồi sao là đắt một đã một miếng hơn một góc con cá hồi. Từ trúng luồng. Chỗ này có xương chứ không nhỉ? Tiếp tục bỏ xương ở chỗ này đi. Đây nó mới đã. Chấm đẫm mù tạt. Nên đem cái nhíp đi rửa xương của nhỉ. Quá ngon. Lâu lắm rồi mới được ăn cá hồi ngon như này. Tại vì ở dưới mình không có cá hồi. Cá hồi thì lần đầu tiên Mao Đệ ăn cá hồi ngon là lạnh thôi. Ăn ở trên Sapa TV ấy nhỉ. Trên nhà hàng bố bạn trên Sapa cực kỳ ngon. Để ăn cá tầm nhưng mà con cá tầm thì to nhưng mà thật ra cá tầm không ngon bằng cá hồi. Cá hồi thì chỉ có ăn sống là ngon nhất. Còn không phải ăn được trứng cá tầm. Chưa được ăn trứng cá tầm. Trứng cá hồi thì được ăn rồi. Được không ạ? Đẫm mà. Nhìn đây, đây mới là quả sashimi chính hiệu này. Mình sẽ làm một quả sashimi chính hiệu nhá. Mời mọi người nhá. Quả này mới là chính hiệu này. Đây, đây mới là quả sashimi chính hiệu nhá. Dãi. Ui. Chết mẹ mày đi. Ăn nhiều lắm mù tạt vào. Ui.
Ngu dốt. Đi con đời lãng mạn. Đây này, nhìn thế này. Cảm ơn quả tay. Phí miếng ngon quá. Đây. Đây mới là sashimi nhá. Quấn bằng cá hồi luôn. Một miếng này. Ngâm chanh nó tái lên nó thế này đấy, chứ bình thường nó đỏ như thế này cơ mà nhỉ. Ngâm chanh nó tái. Đấy. Hai lát gừng này. À, xếp dọc này luôn. Đấy, coi như đây là một chiếc lá. Ừ. Rồi. Đấy, đặt cái này lên. Dưa chuột này. Hôm nay còn thiếu xoài nữa này kia nữa, nhưng mà thôi nhập có cá hồi là ngon nhất rồi. Đấy. Coi như đây là lá này. Còn cái này là gọi là miếng đệm này. Đấy. Đấy. Bây giờ sẽ cho cá hồi lên. Đấy. Quấn. Úi trời. Úi trời. Đây quấn thế này. Nhiều mà. Đấy. Ăn sashimi phải như nơi. Không. Rồi, ăn quả sashimi này, cho một lát chanh với cả lá rồi. Nhưng mà phải ăn sống. Một miếng nướng. Động sữa mà. Sữa cái gì? Nhìn thế này. Ăn đàn ông ăn to, nói lớn, hiểu không? Chấm mày mách. Rồi luôn. Chấm. À. Đi ăn chấm cho. Mày thích chấm kiểu gì? Cắt được mà. Mày không cắt được hết cái này, đúng rồi. Đây này. Đủ chưa? Đủ rồi. Ok chưa? Chấm vắt nữa. Chấm vắt nữa. Đấy. Rồi, đấy đi, ông nó chảy đấy. Chảy thế nào được? Đàn ông phải ăn to nó lớn.